Cùng với nhiều áp lực cuộc sống, gánh nặng bệnh tật đang tiếp tục gia tăng đối với con người, đặc biệt là bệnh tim mạch và xu hướng trẻ hóa của bệnh lý này. Nguyên nhân căn bản vẫn là do thói quen sinh hoạt không lành mạnh khoa học của một bộ phận người trẻ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mỗi ngày tiếp nhận hàng chục người nhập viện liên quan đến bệnh lý tim mạch. Khoảng 70% bệnh nhân có chỉ định can thiệp, trong đó từ 30 đến 40% bệnh nhân nguy kịch. Đáng lo ngại, những năm gần đây, bệnh nhân mắc các chứng bệnh tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa, chủ yếu là bệnh lý động mạch vành, suy tim, viêm cơ tim, thiếu máu cơ tim. Bệnh nhân bị bệnh tim mạch vào trong khoa tim mạch chúng tôi dao động khoảng từ 25 đến 45 bệnh nhân và số lượng bệnh nhân vào thì ngày càng gia tăng hơn so với ngày xưa. Ngày xưa thì trung bình khoa chúng tôi khoảng độ 20 đến 30 bệnh nhân. Đặc biệt là trong đó số lượng bệnh nhân trẻ vào trong khoa tim mạch cũng có phần gia tăng, nhất là những bệnh lý tim mạch mà mắc bệnh liên quan đến cái mắc phải đó, ví dụ như là tăng huyết áp này, bệnh lý về mạch vành, đặc biệt là những trường hợp mà vào đây đột quỵ về tim mạch liên quan đến bệnh lý mạch vành, có những trường hợp bệnh nhân mới 28 tuổi, bệnh nhân mới 35 đến 40 tuổi có thể gặp ở cả nữ. Bệnh tim mạch là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Bệnh thường diễn biến âm thầm nên nhiều người phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến biến chứng, tăng nguy cơ tử vong. Các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch là người cao tuổi, do mạch máu bị tổn thương dần theo thời gian, thường xuất hiện các màng xơ vữa bám trong thành mạch. Điều này gây ra tình trạng hẹp mạch hoặc tắc mạch máu. Tuy nhiên, do thói quen ăn uống sinh hoạt không lành mạnh, khoa học của người trẻ đã khiến đối tượng mắc bệnh lý tim mạch ngày càng trẻ hóa. Nguyên nhân gia tăng và trẻ hóa các bệnh lý về tim mạch là lạm dụng rượu bia, thứ hai là hút thuốc lá, kể cả hút thuốc lá chủ động và thụ động, thứ ba là ít vận động trong tình trạng thừa cân về béo phì, thứ tư là bệnh nhân mắc các bệnh tiền sử mắc các bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, thứ năm là bệnh nhân stress hoặc là bệnh nhân thức khuya và có căng thẳng về tâm lý và về áp lực về tâm lý. Cần phải có một cái lối sống lành mạnh, có nghĩa là không hút thuốc lá, ăn uống giảm mỡ, tập luyện thể dục thể thao, không ngồi một chỗ, và đặc biệt đấy là kiểm tra định kỳ phát hiện các cái yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu để được các bác sĩ tư vấn và điều trị kịp thời. Khi cấp cứu tim mạch, yếu tố thời gian đóng vai trò vô cùng quan trọng. Cấp cứu càng sớm thì người bệnh càng có nhiều cơ hội phục hồi. Do đó, nếu người thân trong gia đình có các dấu hiệu như đau ngực dữ dội, liệt nửa người thì cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu kịp thời, chẩn đoán bệnh và chuyển vào các chuyên khoa sâu để điều trị đạt hiệu quả cao nhất. Đối với những người mắc bệnh tim mạch, cần thường xuyên thăm khám, sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.